Bạn đang nghe từ Phonos Tóm tắt sách Thuật Marketing Tác giả Brian Tracy phần trăm thất bại trong kinh doanh bắt nguồn từ sự thiếu hiệu quả của chiến lược bán hàng, theo một phân tích của Dun Bradstreet. Nhận thức rõ tầm quan trọng của marketing trong kinh doanh, nhưng không nhiều nhà điều hành doanh nghiệp biết cách tổ chức một chiến lược tiếp thị hiệu quả. Nếu bạn đang đau đầu tìm cách gia tăng thị phần và doanh số bán hàng cho công ty, thì cuốn sách thuật marketing của Brian Tracy là một lựa chọn dành cho bạn. 21 hướng dẫn trong cuốn thuật marketing từ một trong những chuyên gia hàng đầu về bán hàng, tác giả Brian Tracy là những ý tưởng tiếp thị mạnh mẽ và dễ dàng áp dụng ngay lập tức. Từ đó, bạn sẽ khám phá ra cách thức để mài dũa và cải thiện kỹ năng marketing, nâng cao vị thế của bản thân và doanh nghiệp trên thị trường. Và bây giờ, mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung đặc sắc nhất của cuốn sách thuật marketing của Brian Tracy. Nội dung thứ nhất, chất lượng là chiến lược marketing đem lại lợi nhuận cao nhất. 90% thành công của thương hiệu được quyết định bởi chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp vì vậy đừng tìm kiếm ở đâu xa xôi khi chính việc nâng tầm chất lượng của sản phẩm đã là chiến lược marketing hiệu quả và mạnh mẽ nhất phần lớn khách hàng lựa chọn mua sắm tại các nhà cung cấp uy tín sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn miễn là được sở hữu những sản phẩm và dịch vụ chất lượng philip crosby nhà sáng lập quality college cho rằng chất lượng là mức độ mà sản phẩm của bạn thể hiện đúng những gì bạn nói về nó khi bán ra và vẫn tiếp tục đảm bảo hiệu quả đó trong thời gian sử dụng nói cách khác định nghĩa tốt nhất về một thương hiệu là việc bạn hứa và giữ lời việc đánh giá chất lượng của thương hiệu được xác định bởi tỷ lệ thời gian mà sản phẩm hay dịch vụ mang lại hiệu quả dựa trên lời hứa của thương hiệu đưa ra ban đầu để thu hút khách hàng bên cạnh chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ quan trọng không kém trong chiến lược marketing một nghiên cứu được thực hiện trong nhiều năm của đại học harvard tiết lộ chất lượng sản phẩm chủ yếu nằm ở bản thân sản phẩm và cả cách mà nó được bán ra mức độ hài lòng của khách hàng sẽ được đánh giá ngay từ lúc họ tiếp xúc với thương hiệu đến suốt quãng thời gian họ sử dụng sản phẩm trong thời gian này cung cách phục vụ của công ty sẽ đóng vai trò quyết định đến thành công của doanh nghiệp ngay cả khi thương hiệu có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung khách hàng vẫn sẵn lòng quay trở lại miễn là hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn được họ nội dung thứ hai khách hàng là trung tâm của marketing nhiều người nghĩ mục đích hoạt động của kinh doanh chỉ đơn giản là tạo ra lợi nhuận tuy nhiên mục đích thực sự của nó là mang lại và giữ chân khách hàng mọi nỗ lực của doanh nghiệp thành công đều nhắm đến việc mang khách hàng về theo một cách nào đó và marketing là công cụ hữu hiệu nhất để làm được việc này một chiến lược marketing thành công khi khách hàng được đặt vào vị trí trung tâm của mọi kế hoạch và quá trình ra quyết định. Khi Buck Rogers làm giám đốc điều hành của IBM tại Mỹ, ông nhấn mạnh, mỗi cá nhân cần coi bản thân như một đại diện về cung cách phục vụ khách hàng của tập đoàn. Công ty của bạn chỉ thực sự thành công khi mỗi nhân viên, bao gồm cả lao công, tài xế xe tải và tổng đài viên, luôn nghĩ đến khách hàng. Như một quy luật có qua có lại, khi bạn luôn nghĩ về khách hàng, họ cũng sẽ nghĩ đến bạn. Khi bạn đặt khách hàng vào trung tâm của sự chú ý, bạn sẽ rất nhanh khám phá ra những cách thức mới mẻ và hiệu quả để khiến họ hài lòng, và họ cũng sẽ đáp lại bằng cách trở thành khách hàng trung thành của bạn. Chuỗi nhà hàng hải sản True Luck mà Tracy thường xuyên lui tới là ví dụ điển hình cho chiến lược marketing lấy khách hàng làm trung tâm. Mỗi người trong True Luck, từ nhân viên trực tổng đài cho đến anh bồi bàn, đều có cung cách phục vụ khách hàng xuất sắc. Khi hỏi người quản lý ở một chi nhánh của Tru về những gì đã nhìn thấy, Brian Tracy không ngờ dịch vụ là trọng tâm và là nỗi ám ảnh của các nhân viên của Tru từ giám đốc cho đến những người lao dọn trong bếp. Ngay từ khi khai trương thương hiệu, các chủ nhân của Tru đã sớm đi đến kết luận có quá nhiều nhà hàng hải sản đang tồn tại trên thị trường. Họ không thể cạnh tranh nếu chỉ trông cậy vào chất lượng thức ăn họ phải cạnh tranh dựa trên thứ có thể kết nối với khách hàng về mặt cảm xúc và đó là dịch vụ khách hàng nồng hậu nội dung thứ ba bảy nguyên tắc quân sự nên được áp dụng vào chiến lược marketing nguyên tắc về mục tiêu là điểm khởi đầu và là phần quan trọng nhất của chiến lược marketing điều cốt lõi của kinh doanh thành công là sự rõ ràng bởi bạn không thể nhắm trúng mục tiêu nếu không nhìn thấy nó hãy phát thảo mọi kế hoạch ra giấy, xác định thật cụ thể các mục tiêu marketing, đính kèm các con số và ngày tháng. Sau đó, không ngừng cố gắng để đạt được những con số này và cải thiện hiệu suất. Thứ hai là nguyên tắc tổng tiến công, nghĩa là tấn công liên tục. Rất nhiều người chỉ sử dụng một phương thức marketing là cách đã mang đến cho họ chút ít thành công. Tuy nhiên, đừng bao giờ để bị rơi vào cái bẫy của vùng thoải mái đó hãy tiếp tục tìm kiếm các phương thức mới để cải thiện kết quả marketing và mạnh tay loại bỏ những ý tưởng không hiệu quả thứ ba là nguyên tắc số đông dốc toàn lực vào việc thực hiện ý tưởng kinh doanh và nhắm đến các khách hàng tốt nhất của doanh nghiệp thứ tư là nguyên tắc về diễn tập tìm ra cách tốt nhanh và hấp dẫn hơn để giao tiếp với khách hàng và khiến họ phải mua sản phẩm hoặc dịch vụ nghiên cứu hoạt động quảng cáo của đối thủ hay những người thành công là cách tuyệt vời giúp gia tăng năng lực sáng tạo ví như khi bắt đầu viết quảng cáo cho một thương hiệu lớn brian tracy dành nhiều thời gian nghiên cứu các quảng cáo thành công nhất trong lịch sử quá trình này đã mang đến cho ông nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu để nâng cao khả năng marketing thứ năm là nguyên tắc về nỗ lực phối hợp chỉ việc cộng tác chặt chẽ với những người liên quan đến chiến dịch marketing từ bộ phận phát triển sản phẩm đến bộ phận kinh doanh và các đại diện dịch vụ khách hàng, những người trực tiếp nói chuyện với khách sau khi mua và sử dụng sản phẩm. Alfred P. Sloan, người thành lập và gây dựng General Motors, có thói quen làm việc tại một đại lý xe hơi của công ty đều đặn một tuần mỗi tháng. Tại đây, ông lắng nghe và trực tiếp đón nhận những nhận xét thẳng thắn của khách hàng về điểm mạnh và điểm yếu liên quan đến sản phẩm của công ty. Sau đó, ông quay về văn phòng xây dựng các phương án và đưa ra quyết định chuẩn xác về thiết kế và marketing chiến lược kinh doanh này của sloan đã giúp general motors chiếm được niềm tin của khách hàng tiếp theo nguyên tắc về sự bất ngờ cũng sẽ giúp công ty có những bước tiến mạnh mẽ thậm chí là vượt qua các đối thủ sừng sỏ trên thị trường ví như thời kỳ đầu ra mắt apple hoàn toàn giữ bí mật về sản phẩm mới cho đến khi chính thức tung ra iphone sự ra mắt đầy bất ngờ này ngay lập tức khiến thế giới phải sửng sốt bởi những cách tân tuyệt vời trong thiết kế và công nghệ và khiến cả Nokia lẫn BlackBerry, những tên tuổi lớn trong lĩnh vực di động lúc bấy giờ, hoàn toàn mất cảnh giác và cam chịu thất bại thảm hại sau đó. Thứ bảy là nguyên tắc về sự bùng nổ, nghĩa là tận dụng bất kỳ bước đột phá nào vừa đạt trên thị trường nhờ nỗ lực marketing xuất sắc. Khi đã đưa ra được một thông điệp marketing có khả năng tạo nên những kết quả phi thường, Hãy tăng tốc gấp đôi, gấp ba để tận dụng mọi lợi thế của vị trí mới trên thị trường. Bởi lẽ, các đối thủ cạnh tranh sẽ phản công rất dữ dội trước những thành công bước đầu của bạn, nên đừng bỏ phí một giây nào khi đạt được thành công. Trên đây là ba nội dung chính của cuốn sách Thuật Marketing, phiên bản ebook trọn vẹn của sách đã có trên ứng dụng Phonos. Việc tham gia vào lĩnh vực marketing cũng giống như bước chân vào một cuộc chiến hãy biến bản thân thành một vị tướng chỉ huy các lực lượng marketing vận dụng triệt để bảy nguyên tắc quân sự vào chiến lược marketing để tối đa hóa cơ hội thành công của chiến lược marketing khi đọc thấy lời khuyên hay bài học nào có khả năng áp dụng để cải thiện kỹ năng marketing hãy hành động ngay lập tức hãy hình thành ý thức cấp bách và sự thiên vị cho hành động bởi đó là những phẩm chất quan trọng của mọi doanh nhân vĩ đại Cảm ơn bạn đã lắng nghe tấm tắt sách thuật marketing trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để thưởng thức những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!